quay trở lại với kênh An Thái Auto. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, mạnh khỏe. Hôm nay, An Thái Auto xin gửi tới mọi người một video giới thiệu về một dòng xe, một mẫu SUV cỡ nhỏ của hãng Hyundai. Đó chính là Hyundai Kona 2020. Khi xe được tung ra thị trường, rất nhiều người đã phải ngạc nhiên bởi mẫu xe đô thị này đã phá vỡ những quy tắc trong khuôn mẫu, thiết kế và tạo ra những điều lạ lùng thú vị mới. Nhờ đặc điểm này mà Kona đã có sức hút không hề nhỏ và khách hàng cũng tò mò về giá thành cũng như nội ngoại thất của xe. Kona 2020 có số đo chiều dài là 4.165mm, chiều rộng là 1.800mm, chiều cao là 1.565mm, khoảng sáng gầm xe là 170, mang lại cảm giác bệ vệ mạnh mẽ so với nhiều hãng xe khác trong cùng một phân khúc, rõ ràng so với việc bỏ đi thiết kế lỗi thời. Và đó là sự khác biệt từ ngoại hình sẽ là một điểm cộng cho mẫu SUV cỡ nhỏ này. Đó cũng chính là lý do vì sao Kona lại gây được ấn tượng mạnh với nhóm người tiêu dùng là giới trẻ. Đèn pha phía trước được thiết kế hạ thấp hơn so với phiên bản tiền nhiệm trước đó. Phía trên đèn pha là một dải đèn LED ban ngày tích hợp với đèn xi nhan báo rẽ trái phải. Lưới tải nhiệt được thiết kế hình thác nước nằm trong thiết kế của hãng Hyundai. Thao với phần đáy vắt cong hướng vào cột lái được bọc ra cho cảm giác thoải mái khi cầm và khá chắc tay. Các nút chức năng được tích hợp vào như đầu chỉnh âm thanh, ga tự động cruise control hay đàm thoại rảnh tay một cách gọn gàng, dễ tiếp cận, mang đến cảm giác hiện đại và cao cấp. Khoang chứa đồ phía sau là 361 lít và có thể mở rộng lên đến 1.143 lít khi gập hết hàng ghế phía sau. Cũng như các dòng xe khác, trang thiết bị tiện nghi cũng là một trong những điều được dành sự quan tâm của người tiêu dùng. Hệ thống giải trí AVL Audio Video của xe được hiển thị trên màn hình 8 inch tích hợp với bản đồ chỉ dẫn chỉ dành riêng cho thị trường Việt Nam, GPS, kết nối USB, AUX, Bluetooth và tương thích Apple CarPlay. Hệ thống âm thanh trên Kona là loại 6 loa, tích hợp bộ DAC giải mã kỹ thuật số chuẩn 24 bit cùng bộ xử lý Airbrand Premium đem đến chất lượng âm thanh. Ngoài ra, ở phiên bản Hyundai Kona 2020 1.6 Turbo còn sở hữu thêm hàng loạt các trang thiết bị khác gồm đổi nguồn đổi điện 12V, một đế sạc không dây chuẩn quốc tế, điều hòa tự động một vùng có tính năng khử ion chỉ có trên hai bản cao cấp, cửa sổ trời gạt mưa tự động, cửa sổ trời và gạt mưa tự động khởi động nút bấm bằng start-stop Android, cửa sổ chống kẹt gương chiếu hậu chống chói, khóa cửa tự động theo tốc độ. Ở thị trường Việt Nam, Hyundai Kona có hai phiên bản tùy chọn động cơ và hộp số. Động cơ 2.0L cho công suất tối đa là 149 mã lực, mô men xoắn cực đại là 180, hộp số tự động là 6 cấp, động cơ 1.6 GDT, công suất 177 mã lực, mô men xoắn là 265 ở vòng tua, hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống 3 chế độ lái bao gồm Comfort, Eco, Sport, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ nhẹ nhàng trong đường phố đến tăng tốc độ trên xa lộ. Điểm cộng lớn nhất cho Hyundai Kona 2020 là tất cả 3 phiên bản đều được trang bị hệ thống an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bố lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống kiểm soát áp suất lốp từng bánh TBMS, hệ thống hỗ trợ đỗ xe DBAS, hệ thống chống trộm, hệ thống an toàn 6 túi khí. Đặc biệt, ở phiên bản cao cấp Kona 1.6 Turbo sẽ thêm hệ thống cảnh báo điểm mù BSD. Với 3 phiên bản, mức giá bán cũng có những khác biệt. Hyundai Kona 2.0 AT tiêu chuẩn có giá là 615 triệu, Hyundai Kona 2.0 đặc biệt 675 triệu, Hyundai Kona 1.6 Turbo có giá 725 triệu. Tất cả 3 mức giá ở 3 phiên bản em nói đây là mức giá trước bạ, tức là mức giá chưa bao gồm thuế và các thủ tục giấy tờ. Nhưng anh em hãy ghé qua các showroom đại lý của Hyundai để được nhận những hỗ trợ ưu đãi khuyến mại và được tự tay cầm lái trải nghiệm trên 3 phiên bản. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của BMT. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.